Chào các bạn, mình là Tuyến. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cả một cách uống trà. Nó gọi là trà dưỡng nhan, bao gồm các vị như sau. Cái trà dưỡng nhan này thì các bạn biết ấy, có tác dụng là làm đẹp cho phụ nữ, ngoài ra là giúp cho tinh thần thư thái và thoải mái. Và các chị em uống trong thời gian dài thì sẽ da dẻ sẽ rất là hồng hào và trẻ trung. Thì nguyên liệu gồm có, thứ nhất là các bạn để ý giúp mình đầu tiên, đó chính là kha tử, cái hạt màu đỏ này. Thứ hai đó chính là tâm sen đây ạ. Tâm sen này thì tác dụng là giúp cho mình dễ ngủ hơn, giúp ngủ sâu giấc. Hoa hồng này, đây là long nhãn này, còn đây là quả la hán này, táo đỏ giúp giảm stress, và hoa hồng. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm thêm một ít nguyên liệu nữa, đó chính là trà mạn để cho mình có thể tỉnh táo hơn. Trà mạn thì các bạn có thể ra quán mua, có thể là chọn mua trà Thái Nguyên hoặc là các loại trà thông thường. Còn đây là hoa hồng thì các bạn có thể tùy các loại thì mình có thể chọn thêm. Còn đây là một cái ly trà. Sau khi mình chế các nguyên liệu thêm thì mình có thích uống một chút chút trà mạn để cho tỉnh táo thì mình lấy thêm. Đó. Các bạn đấy, một cốc của mình có hoa hồng này, kỷ tử này, tâm sen này, táo đỏ này. Đó, kỷ tử, tâm sen, táo đỏ. Táo đỏ này, kỷ tử này, tâm sen này, long nhãn này, la hán này, hoa hồng. Sau khi các bạn đã chuẩn bị nguyên liệu như vậy rồi thì chúng mình sẽ đổ nước sôi vào nha. Thêm nước sôi vào. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đậy ấm lại. Sau khoảng 5 phút nữa thì các bạn có thể dùng được trà hoa hồng nha. Các bạn xem này, ly của mình. Cái mùi của nó rất là thơm, hoa hồng. Các bạn có thể xem này, cái nước của chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu, đó là màu hơi hơi màu 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 giống như màu bánh mật á. Cái các nguyên liệu thẩm thấu vào rồi thì nó sẽ chuyển giống như màu bánh bánh mật á, rất là đẹp luôn. Mời cả nhà thưởng thức trà hoa hồng nha. Wow. Ui. Này các bạn này, hấp dẫn này. Đấy, trà hoa hồng, trà dưỡng nhan của chúng ta có táo đỏ này, kỷ tử này, hoa hồng này, trà mạn này, tâm sen này, la hán nữa. Giờ chúng ta cùng thử nha. Cái màu sắc của nó này các bạn, rất là đẹp nhé. Mình uống thử. Wow. Ngon đấy. Nó có vị ngọt ngọt của la hán này, mùi thơm của hoa hồng, ngọt
của táo đỏ và của la hán này, ngọt, vị ngọt của trà của táo đỏ này, la hán này và long nhãn, nhưng nó có cái vị chát chát của trà và của tâm sen, và vị có cái mùi thơm của hoa hồng, rất là thơm, rất là ngon. Uống với đá thì cực kỳ mát. Wow, tuyệt vời. Uống một ly này tỉnh táo thật. Quá tuyệt vời.